Xin chào mọi người nhé, hôm nay ta thử cái máy bơm này nhé. Lúc thoáng là mắc cái chưa quạt thôi, cái này là cầm điện rồi xem sao nhé. Nghe ồ các bạn nhé, không chạy nhé. Nhé ù trong nhưng không chạy. Cái này nó để lâu rồi các bạn nhé. Thì xem thử như thế nào chúng ta phải vặn ra. Nên 1-2 năm rồi không dùng nên không có thể bị kẹt nên. Đấy, các bạn thấy ở trong này rỉ bám này, rét này. Rét không ấy luôn. Rét rỉ rét đóng này. Nên nếu mà vậy chúng ta thể muốn quay thử xem sao nhá. Hơi chặt. Nhiều khi làm vài động tác đơn giản cái để lâu có thể nó chạy nghe. Rỉ chết này. Đấy. Chặt các bạn ạ. Quá chặt. Biết chạy được. Cái này nếu mà quay được thì chúng ta để ấy các bạn nhé. Nếu quay được thì chúng ta đổ nước vào xem thử cái phốt có hỏng nhé. Thường thường để lâu là phớt hay hỏng lắm này. Chặt quá. Xem gầm điện vào nó khởi động được không. Cho nó chạy ti như thế nào. Nếu cơ hồ mình mặc cứng lại thì chúng ta rồi xả bon bon chúng ta vệ sinh cho nó một xíu những cái như thế này. Đây lấy cái vòng này ra. Thường thường để lâu ngày chúng ta chỉ cần đơn giản thế thôi, chúng ta làm cái gì bẩn xung quanh này nó có thể chạy được thì nó bình thường. Đây, cái này bỏ lại cho nó này. Vòng này sức chưa có ăn nhé. Không biết có lưu vòng nào không này. Gãy ra này. Đấy các bạn thấy không. Đấy. Cái này để lâu quá nên gãy nhé. Cái này chú ý nhé. Nhiều cái lúc không biết là cái này vặn vào lại cứ hỏng tiếp. Giờ chúng ta lấy cái khác. Đây nhá, chúng ta vòng đều nhá, vòng cao su như thế này nhá. Cái này do để lâu ngày quá các bạn ạ, chứ nó không phải là ấy đâu. Bây giờ chúng ta vặn vào đổ nước xem sao. Nếu đổ nước không ấy này, chúng ta sẽ tiến hành vặn này. Chúng ta cho thêm chảy thêm xí nữa như thế nào. Được ok nhá. Nếu vặn nước mà vặn ấy vào mà chạy bình thường nước không ấy là được nhé. Cái này phải bỏ xuống bên dưới các bạn này. Trên nhiều lúc là nó ăn vào giữa rồi không. Đây chúng ta vặn khá chặt đi. Đó. Xem thử nó chạy như thế nào. Rồi. Nếu nó chạy bình thường. Chạy bình thường các bạn nhé. Rồi chúng ta đưa ra thử nước. Chúng ta thử nước vào có dùng nước có ra rỉ ở dưới này không nhá. Thôi để đây để thử luôn. Đây chúng ta thử bỏ nước vào các bạn nhé.
nửa chừng thôi. Nhưng nước ra thì chúng ta phải thay phớt cho nó quay thử xem sao nhé. Cái này không à, cho à. À, cho nó bừng nhau hả? Cũng đấy thì chưa ạ, hồi như nào còn mày đấy cũng đi chứ. À, rồi đâu nắng đâu nảm hỏi là người ta nắng mua phải vừa rơi nặng rồi được cũng làm ở mổ nhà tù bà tù bà Nguyễn cậu cho cậu quay mổ đó rồi sống đây các bạn nhé đây.